kết nối tri thức. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng kênh YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Tri thức là vốn hiểu biết không bao giờ cạn kiệt. Hãy cùng chúng tôi lan tỏa những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Thưa quý vị, mỗi một cuộc đời của chúng ta đều là khác biệt. Và trong vô vàn những khác biệt ấy, có những khác biệt thực sự nổi bật, làm nên dấu ấn cá nhân rực rỡ, thích thú cho người xung quanh. Không phải ngẫu nhiên mà trên thế giới, nhiều nhà chính trị gia hàng đầu, doanh nhân thành đạt, người nổi tiếng ở hầu hết các lĩnh vực được lựa chọn kể lại cuộc đời mình bằng những trang sách. Đó không đơn thuần là vì thành công, vì có tiền nên muốn lưu lại hậu thế một cái tên mà bao quát hơn nhiều. Đó còn là hành trình trao truyền tri thức, giá trị sống cùng những đúc rút bằng chính cả cuộc đời đã đi qua, những được mất, trả giá, thậm chí đối mặt với cả những biến cố đau thương, sinh tử để nắm giữ thành công. Thế nên, hành trình sống của một người thành công thực sự là một hành trình đáng giá để nhìn ngắm và chiêm nghiệm, học hỏi. Trong chương trình Kết nối tri thức hôm nay, Tuyết Vân xin giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Liên, Người được chọn của tác giả Iban và Cộng sự. Cuốn sách kể về một phụ nữ nhân hậu tài năng, là tấm gương đầy nghị lực vươn lên mọi khó khăn để cho các bạn trẻ học tập. Sách do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành vào năm 2020. Thưa quý thính giả, thực ra với mỗi một nhà văn, trước khi đặt bút viết về một vấn đề nào đó đều là đặc biệt. Nhân vật trong tác phẩm cũng đặc biệt thì mới có cảm hứng để viết nên câu chữ. Tuy nhiên, những cuốn sách của nhóm tác giả chuyên về văn học và có quyền hư cấu. Cuốn sách về nhân vật đặc biệt này là một người đang rất nổi tiếng, đã có hàng ngàn bài báo, hàng chục chương trình truyền hình. Cuốn sách phản ánh trung thực và có độ hấp dẫn để gắn kết bạn đọc với các câu chuyện. Loay hoay mãi, tác giả vẫn chưa dám mở máy tính để viết lời mở đầu. Quả thật, vạn sự khởi đầu nan. Nếu như tác giả không khơi đúng vỉa mạch, sẽ rất vất vả cho những dòng tiếp theo. Và may mắn đã đến với tác giả khi một ngày lang thang trên mạng, tác giả đã đọc được 3 định luật sau. Định luật hoa sen. Hoa sen trong một hồ sen mỗi ngày đều nở hoa với một số lượng gấp đôi ngày hôm trước. Đến ngày thứ 30 thì nở kín mặt hồ. Hỏi đến ngày thứ bao nhiêu thì hoa nở được một nửa mặt hồ. Thường mọi người sẽ trả lời là ngày thứ 15. Không đúng. Chính xác phải là ngày thứ 29. Ngày đầu tiên chỉ nở một phần rất nhỏ. Ngày thứ 2 sẽ nở gấp đôi ngày thứ nhất. Đến ngày thứ 29, hoa sen mới nở được một nửa đầm. Và ngày thứ 30 thì nửa số hoa sen còn lại trong đầm mới nở hết. Qua đó tác giả ngẫm nghĩ ra đạo lý sâu sắc chứa đựng ở trong đó. Thành công cần tích tụ lâu dài, chuẩn bị đầy đủ và tích lũy lắng động. Ở cuộc đời có nhiều người như hoa sen trong hồ, khi bắt đầu thì dốc sức đỡ, nhưng dần dần cảm thấy khô khan, nhạt nhẽo, nhàm chán, thậm chí là chán ghét. Con người sẽ từ bỏ vào ngày thứ 9, hoặc 10, 11, 12. Không hiếm người đã bỏ vào ngày thứ 29. Họ từ bỏ đúng vào lúc thành công chỉ còn cách có một bước chân. Đại đa số những người thành công là do nghị lực, mấu chốt là nghị lực. Người ta cho rằng trong cuộc đời mỗi người có khoảng 7 cơ hội để thay đổi cuộc đời. Những cơ hội này đến với những người kiên trì dốc sức làm việc từng ngày một thì mới có thể bắt gặp. Định luật cây tre. Cây tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3cm, nhưng từ năm thứ 5 trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ, mỗi ngày tăng thêm 30cm, chỉ mất 6 tuần để cao tới 15m. Thực tế thì trong 4 năm đấy, cây tre đâm rễ vào lòng đất, dài đến hàng chục mét. Làm người, làm việc cũng vậy. Không nên lo lắng những gì bạn gắng sức lúc này mà không được đền đáp,
bởi những nỗ lực này đều để mọc rễ, tạo cơ sở cho tăng trưởng về sau. Cuộc đời cần dự trữ tích tụ, có bao nhiêu người sẽ không đủ kiên trì như cây tre để vượt qua được 3cm. Cùng là hai cây tre, một cây làm sào phơi quần áo, một cây khoét lỗ làm cây sáo. Sào phơi quần áo không phục, bèn hỏi cây sáo: chúng ta đều là cây tre trên rừng, tại sao tôi ngày ngày phải dãi nắng dầm mưa mà chẳng đáng giá gì cả, còn anh thì lại đáng giá lượng vàng như thế chứ? Sáo bèn trả lời: vì anh chỉ chịu có một nhát dao, còn tôi phải chịu ngàn vạn dao sắc nhọn điêu khắc tinh tế mà thành. Sáo phơi quần áo lặng im không nói gì nữa. Đời người cũng vậy. Trên thế gian này, người thông minh rất nhiều, nhưng người sẵn lòng dốc sức chịu gian khổ thì quá ít. Do đó, người thành công cũng chỉ là thiểu số. Định luật ve sầu. Ve sầu đầu tiên là ấu trùng sống trong đất tối tăm ẩm ướt trong 3 năm. Có loại sống đến 17 năm, chịu đủ nỗi cô đơn tịch mịch, chỉ dựa vào nhựa rễ cây để sống. Cuối cùng vào một đêm hè, ấu trùng ve lặng lẽ bò lên cây, thoát xác, biến thành ve sầu. Đó là một hành trình đầy đau đớn, âm thầm và chịu đựng. Khi mặt trời ló rạng, ve sầu bay lên cao và cất tiếng hát tự do. Vì sao tác giả lại tâm đắc với ba định luật này? Bởi vì trong những ngày nghiên cứu tài liệu, đi thực tế, gặp gỡ các nhân vật liên quan và nói chuyện cùng nhân vật, tác giả đã nhận ra nhân vật của mình đã vận dụng thành công ba định luật trên. Không chỉ dừng lại ở ba định luật, nhân vật của tác giả còn tự mình đưa ra những bài học cuộc đời có một tầm ảnh hưởng không hề nhỏ. Không phải ngẫu nhiên mà trên thế giới, nhiều nhà chính trị gia hàng đầu, doanh nhân thành đạt, người nổi tiếng ở hầu hết các lĩnh vực lựa chọn kể lại cuộc đời mình bằng những trang sách. Đó không đơn thuần là vì thành công, vì có tiền nên muốn lưu lại hậu thế một cái tên, mà bao quát hơn nhiều, đó còn là hành trình trao truyền tri thức, giá trị sống cùng những đúc rút bằng chính cả cuộc đời đã đi qua, những được mất, trả giá, thậm chí là đối mặt với cả những biến cố đau thương sinh tử để nắm giữ thành công. Thế nên hành trình sống của một người thành công thực sự là một hành trình đáng giá để nhìn ngắm và chiêm nghiệm học hỏi. Khởi điểm từ cô giáo dạy văn, bà Đỗ Thị Kim Liên đã mạnh mẽ và quyết đoán chuyển hướng cuộc đời mình, để rồi làm nên một ngã rẽ mang tính bước ngoặt khi xây dựng nên đế chế bảo hiểm tư nhân đầu tiên ở Việt Nam. Gần 10 năm tồn tại, thách thức tất cả những tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới có mặt tại Việt Nam thời điểm ấy, đã làm nên dấu ấn cá nhân đậm nét mang tên Đỗ Thị Kim Liên, hay vẫn được quen gọi với cái tên Madame Liên. Dù sau này bà rẽ hướng và thành công trên nhiều lĩnh vực cũng như nhiều vị trí khác nhau, nhưng thành công mang tính tiền đề với lĩnh vực bảo hiểm vẫn là dấu mốc khó quên trong cuộc đời nữ doanh nhân này. Điều đó lý giải vì sao bà đã chọn kể về hành trình với bảo hiểm để bắt đầu cho một hành trình cuộc đời dài rộng hơn của chính mình trong Liên Người Được Chọn. Qua những trang văn được chăm chút và đầy ý vị, một Liên Người Được Chọn cứ thế nhẹ nhàng hiện lên, đôi khi khiến người ta cay cay khóe mắt với những ngày đầu cô giáo Liên rời vào Nam mưu sinh, đôi khi lại bật cười vì một chút tinh nghịch và cả những suy nghĩ đôi khi có phần giản đơn của cô gái trẻ chưa có nhiều va vấp với đời. Đặc biệt là cuốn sách Liên Người Được Chọn không chỉ có câu chuyện khởi nghiệp đủ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ khao khát chinh phục hôm nay, những lựa chọn tạo nên nền tảng giá trị trong triết lý kinh doanh của một thương hiệu, cách đối mặt với sóng gió thương trường, những bài học, mà còn đông đầy cảm xúc nhân văn của một tấm lòng luôn hướng đến sự bao dung và san sẻ. Và như một lẽ tất yếu để nối dài hành trình hành thiện từ trang sách ra cuộc đời, toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sách sẽ được Madame Liên dùng cho các hoạt động từ thiện, xây cầu, làm đường, chăm sóc gia đình liệt sĩ, nâng đỡ các em thơ. Tuy nhiên có thể nói, giá trị của Liên Người Được Chọn không dừng ở câu chuyện bán sách làm từ thiện, mà chính ở sự lan tỏa, trao truyền cảm hứng, nhất là với những người trẻ đang nung nấu khát vọng khởi nghiệp hôm nay do chính Madame Liên viết. Trân trọng gửi tặng các bạn, những người trẻ vẫn đang trên bước đường khởi nghiệp, những người còn tràn đầy nhiệt huyết nhưng còn thiếu kinh nghiệm, hay những người vốn cho rằng số phận chưa mỉm cười với mình. Với cuốn sách này,
tác giả gửi tặng đến bạn đọc những cảm xúc, trải nghiệm và câu chuyện cuộc đời để chúng ta cùng biết rằng những cơ hội vẫn luôn còn đó, những tốt đẹp đang chờ đợi. Những người đang khởi nghiệp, những bạn trẻ được đào tạo bài bản, đầy nhiệt huyết nhưng vẫn còn non nớt kinh nghiệm và cả những người thiếu may mắn, nghèo khó. Hãy lắng nghe câu chuyện kể từ quyển sách Liên, Người Được Chọn để biết rằng còn rất nhiều cơ hội cho cuộc đời bạn tốt đẹp hơn. Chỉ cần bạn hãy lắng nghe và bắt được nó. Một vận may có tên là cơ hội. Quý thính giả và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Liên, Người Được Chọn tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết Nối Tri Thức do Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8h10 phút và 20h30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên kênh YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.